lục về chó cao tuổi nhất thế giới, vốn tồn tại trong gần một thế kỷ qua, cuối cùng cũng đã chính thức bị phá vỡ sau khi sách kỷ lục thế giới Guinness xác nhận danh hiệu này đã chính thức thuộc về một cụ chó hơn 30 tuổi tại Bồ Đào Nha. Danh hiệu chó cao tuổi nhất thế giới đã được trao cho Poby, thuộc giống chó Brachypero to Alentador, thuần chủng, đang sống tại một ngôi làng nhỏ ở miền trung Bồ Đào Nha. Sự dẻo dai và sức sống mãnh liệt của Poby đã khiến cho nhiều người phải kinh ngạc. Cụ chó này đã 30 năm và 269 ngày tuổi. Việc Poby sống được tới hơn 30 năm được cho là khá bất ngờ, bởi giống chó Brachypero to Alentador thường chỉ có tuổi đời trung bình từ 12 đến 14 năm. Dù tuổi đã cao, song Poby vẫn có sở thích đi dạo bất chấp việc sức khỏe không còn tốt và thị giác cũng kém rất nhiều. Ông Lionel Costa, chủ nhân của Poby, cho rằng sức sống thần kỳ của Poby đến từ nhiều yếu tố, như sống ở một vùng quê thanh bình và có được tự do chạy nhảy cùng một chế độ ăn như người. Ông hy vọng Poby có thể sống được thêm nhiều năm nữa, đồng thời bày tỏ sự biết ơn khi nhờ Poby mà ngôi làng Cosqueros đã trở nên nổi tiếng.